Nếu như vô tình bạn quên mật khẩu Facebook, mật khẩu Zalo hoặc là mật khẩu của tài khoản Google và tất cả những mật khẩu khác trên điện thoại của mình nhưng chưa biết cách làm như thế nào thì theo dõi hết video này của mình ha. Rồi, hiện tại thì mình đang chia sẻ cho tất cả các bạn trên điện thoại Android 13.0. Bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt. Ở phần cài đặt này thì mình sẽ tìm cái chữ mật khẩu và bảo mật. Các bạn ấn vào. Ở đây các bạn chọn là quản lý mật khẩu. Tiếp tục các bạn chọn Google. Ở đây nó sẽ hiển thị tất cả những ứng dụng mà có mật khẩu ha. Các bạn cần tìm cái ứng dụng nào, mật khẩu nào thì mình chỉ việc ấn vào là xong. Rồi, chúc tất cả các bạn thành công ha.